chào các bạn. Hiện tại mình đang đứng trước quán gỏi Đu Đủ Thái Lan, có tên là TT, ở số 2B Bến Phú Lâm, quận 6. Gọi là quán gỏi Đu Đủ nhưng bên trong như là một quán bar vậy đó. Rất là vui, nhộn nhịp mà vui tươi. Mình ăn một phần gỏi Đu Đủ ở đây là có giá 40.000 đồng. Thì vị khá là được. Gợi nhớ chút xíu gì đó về cái gỏi Đu Đủ ở Campuchia, ở Phnom Penh và ở Bangkok, Thái Lan. Phần bò viên ăn cũng tương đối được. Rất đáng để một lần đến đây để thử. Nói chung rất là vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.